cho máy bay YouTube nha. Dạ. Họ mới phước bài tàng đó. Dạ. Trời lấy lại hết trơn nha. Những cái dạng mà quay mà người ta nói đạo pháp thì bị quay. Ừ. Đặng cho người ta nghe. Cái đó là đi cái người mà chánh pháp, cái người đạo pháp thì cứ quay. Dạ. Không động tới nhà nước mà cũng không động về thiên cơ. Dạ. Mà cũng không động về mà còn người nào tao nói cho nghe, tao kêu án đó, tao nói là tao kêu án nè, máy bay chừng mất hết đó, mất luôn mạng đó. Dạ. Còn những người mà nói mà này kia mà hồi xưng ông thánh bà thần, dẹp cắt đứt liền. Không quay nghe, quay người ta cái đó đem người ta là phỉ báng bên Phật pháp đó. Cái đó là bên tà. Yeah. Nếu mà ai mà xưng danh ông này bà kia đó hen, là cái dạng đó dạng thú đầu thai lại đó, là dạng đó là tam thiên lục bá khắp tràn hại dân. Yeah. Nó hại người ta đó là không có quay lên nha. Ai học được thì học, có nhân viên thì học được. Ai có tu tỉnh được á thì trong 80 năm tu tỉnh rồi á, dầu có chết đi nữa thầy cũng vẫn cứu. Mà khi mình còn sống đi mà cho tới cái chu kỳ mà để lọc lừa tận diệt đi, thầy đã hứa rồi, thì qua 80 năm dầu có tai nạn, dầu có mà cái gì đi, mà người tu tỉnh nó ngang, người hiền lương á, thì thầy trở về thầy cứu cái dạng đó thôi. Chứ ngoài ra thầy không có đỡ cho là thế gian này tai họa, chuyện của trời đất hay là bệnh hoạn, thầy không phải cứu bệnh đâu nha. Sau này thầy về thì cứu cái dạng tu tịnh, tu ở tịnh ít nhiều thì cũng hay. Rồi thì giờ bây giờ quý vị nên cộng, nên là tính là ngang cho tôi nè, khỏi cần nói năm tháng ngày giờ, quý vị tính ra hết. Rồi qua 80 năm đó là bổn phận của thầy là không còn dạy nữa, cái năng lực dạy là không còn nữa. Bắt đầu là 12 năm là để trả quả lọc lừa đó. Thì giờ xin quý vị coi sấm giảng mà thầy nói những năm con này con kia đó, thì coi cái bài nào đó, những năm con này con kia thì con gì đó, tí số dần mẹo thình tỉ ngộ mùi thân dẫu tức hợi gì đó, thì về coi sấm giảng đi, nói cho quý vị về coi sấm giảng rồi quý vị suy nghĩ đi. Mà qua 80 năm rồi mới có cái danh hiệu đó. Mà nhưng mà thầy có cho mình biết nè, khổ gì tất cả, năm nào khổ cái gì đó. Rồi thầy về á, đi sao về vậy nha. Thì trong lúc á, là thầy về là thầy đi xuống vạn đạo là 7 năm à. Thầy nữa thầy trở về cũng 7 năm. Chừng nào hết giặc 7 năm thì thầy trở về 7 năm thầy mới cai quản được cái thế giới này được. Thì tính đi. Rồi bây giờ thầy về thầy cứu những cái người mà tu tỉnh đó, thì về tới tổ đình là 7 ngày để cứu cái người tu tỉnh. Đặng thầy cứu đó. Rồi thầy cứu 7 ngày như vậy đó, thì thầy đi chừng nào dứt giặc là thầy mới về. Dứt giặc 7 năm là thì thầy về là thầy về để là trả quả 12 năm, trong 12 năm trả quả đang lọc lừa, sàn sảy lọc lừa. Thì 12 năm đó là tới năm Hợi đó, thầy về vĩnh viễn luôn. Thầy về thầy sắp ngôi sắp dậy thì tức Hợi đó, nhị niên giai tiền định đó, ai có vai trò gì thì sắp, chứ không nói thiên cơ năm tháng ngày giờ. Giờ quý vị ơi, thì đó, thì bây giờ năm Mão này như thế nào không biết nữa hả. Thì cuối năm Dần rồi đó, cuối năm Dần thì nó xảy ra chuyện gì bất ổn về cái gì đó. Rồi bây giờ cuối năm Dần đó thì toàn thế giới này xảy ra cái gì đâu phải giống nhau. Bởi vì coi giảng cứ nói đồ giống nhau, sao giống nhau bây giờ nè, cái xứ mùa lạnh á thì xảy ra cái gì, tai họa gì cái gì đó. Thì giờ
rồi cái xứ nào Âu với Á giặt như thế nào. Bây giờ hỏi chứ, hỏi gì chứ, bây giờ nói thầy nói Âu với Á phải không? Thì Âu với Á bây giờ qua 10 qua mà 80 năm rồi thì cái gì khởi tai họa là khởi Âu với Á, là tai họa khởi trước chứ mấy châu kia là sao, phải không? Mà nhưng khi khởi rồi đó, tại sao lý do gì không khởi Việt Nam trước? Tại vì lý do gì không khởi Việt Nam trước? Quý vị biết làm sao mà không khởi Việt Nam không? Quý vị nhìn thế giới thì tới Việt Nam chứ không phải là không tới, nhưng mà cho muộn. Muộn là gì? Tại vì có Phật. Tại Việt Nam là tại vì Phật Thầy đã sinh. Tới Đức Quỳnh Giáo Chủ, tại sao lý do gì mà sao muộn là gì? Để cho tỉnh ngộ thế giới trước, rồi đặng cho Việt Nam mình là người là Việt Nam đây, là cho con rồng cháu tiên còn ở trong đất nước Việt Nam rất là nhiều nha, đi toàn thế giới, nhưng mà Việt Nam này con rồng cháu tiên còn rất là nhiều. Tại vì tại sao như vậy mà Phật Thầy Tây An phải về Việt Nam rồi tới mượn mượn các vị các ngài người ta mà tại trong cái miền Nam mình không, lý do gì? Tại vì cái miền Nam của mình nè là về cái cõi trung ương sau này. Lý do gì gọi là cõi trung ương? Là cái quả địa cầu á, xây về cõi trung ương, hiểu không? Hồi xưa thì á, quả địa cầu thì bên Ấn Độ, còn thời kỳ thứ hai á, thì qua bên Trung Quốc. Tại sao ta gọi là đất nước Trung Quốc? Tại có cái điểm, điểm cái đó là điểm là của cái quả địa cầu xây chuyển. Thì nếu mà quả địa cầu xây chuyển ở một đất nước nào thì có Phật ra đời. Nó đầu tiên thì đất nước Ấn Độ thì Phật ra đời. Đời kỳ thứ nhất gọi là Thượng. Bởi vì của Thích Ca đó là Phật Thượng. Rồi thời kỳ thứ hai là bên Trung Quốc là Quan Âm. Là tại sao ta kêu Trung Quốc, nằm độn giữa của trung tâm của quả địa cầu. Thì thời kỳ thứ ba này qua chuyển về miền Nam của mình, nó về cho trung tâm quả địa cầu. Bởi vì sau này chuyển về mình mới có Phật Thánh Tiên ở dưới cõi trần gian này, còn bây giờ là chưa. Tại sao vậy? Thành ra mình trả quả sau của cái thế giới ha. Là tại vì ở đây là Việt Nam mình á, là con rồng cháu tiên. Ngày xưa Lạc Long Quân và bà Âu Cơ là ở trong Việt Nam của mình đầu tiên ra trước. Là Lạc Long Quân và bà Âu Cơ đó là ở miền Bắc, ở núi Yên Tử ngoài á, cái nguồn gốc á, ở miền Bắc. Thành ra dòng giống thì còn ở Việt Nam mình nhiều lắm, biết được nhiều phần lắm. Thành ra mấy là Phật Thầy Tây An mấy là thừa lệnh của Phật Tổ, lệnh của Phật Bà về miền Nam để cứu dân chúng sau này còn nhiều, còn để thôi tiêu hết. Chứ nếu mà các vị các ngài người ta thành Phật rồi á, người ta về không có xuống trần gian này làm gì. Nhưng mà Phật Bà không có cho về đặng cứu dân, mới cho hai chữ phù á trong bàn tay. Bởi vì mình lại mình lật ngửa nè, hồi xưa Phật Thích Ca lại lật úp là tịch diệt, nhưng mà tới Phật Thầy là không có lật úp, phải lật ngửa. Bởi vì tái sanh, lật ngửa nói không biết là tái sanh, không phải. Cái đó để hai cái chữ phù, nhưng chị không, hai chữ phù để cứu dân cứu chúng nha, chứ không phải là để tái sanh. Nhưng mà thầy để gì chữ tái sanh, tất nhiên cái thời kỳ của thầy là tái sanh là mượn xác đó, là còn. Nhưng mà tới bây giờ là không còn tái sanh nữa, hết rồi. 80 năm là bắt đầu tận diệt, à, tai họa nó tới. Thì về đọc giảng đi, cô không có nói mà từ năm từ tháng được. Nghĩa là kể từ cái năm 80 từ là năm bây giờ 80 năm tới sau này nha. Thì từ 80 năm trở về tới 12 năm. Tại vì cô không nói thẳng là về đụng tới nhà nước, thấy không? Cái chiến tranh là về nhà nước chứ không phải là đụng tới nhà nước. Còn nói về tai họa trời đất thì đụng với dân mê, người ta phỉ báng chữ á, ta nói mình xàm này kia, tào lao này kia, đó là phỉ báng, người ta không có tin. Rồi bây giờ cái này nó cô nói cho cái người tu chánh đáng là người ta hiểu liền. Thì người ta có rồi từ 80 năm là 39 mà cho tới 2019 là đủ 80 năm phải không?
Thì từ 2019 bước qua năm 2020 là con chuột phải không? Chữ canh phải không? Thì bắt đầu chữ canh đó là nó khổ hoài tới luôn tới canh viên tàn phá. Thì chữ canh phải không? Rồi tới chữ nhâm, chữ quý phải không? Ủa chữ chữ canh rồi tới chữ gì? Tới canh tí rồi tới gì sủ tân sủ. Tân sủ mới tới nhâm dần phải không? Nhâm dần rồi mới tới quý mẹo mà mới có qua cái mới có 3 năm. Ôi trời ơi. Mới 80 năm qua tới từ con chuột tới năm nay hết năm nay là năm 22 là có 3 năm thôi. Mình là bắt đầu mình Việt Nam mình lấy tới năm 20 đi phải không? Thì cuối năm 19 là bên Trung Quốc rồi. Thì Trung Quốc là nó khởi đầu mà. Bệnh là Trung Quốc khởi đầu, bệnh đó là bệnh ở ngoài khí hậu đưa vô chứ không phải bệnh trong cơ địa mình nha. Đó khí hậu. Từ đâu mà bệnh đó? Từ cái chất của nó là chế biến chất khoa học thì mới lan tràn ra phải không? Thì cái bệnh ở ngoài đem vô không à, không phải bệnh trong cơ địa mình, không phải ăn, không phải mà ăn uống, cũng không phải là về thực phẩm mà bệnh, mà cũng chưa có phải là đầu óc, cái đó là bệnh ở ngoài đem vô. Bởi vì mới chết vậy. Chứ nếu bệnh mà bệnh về ăn uống với bệnh nghiệp của mình là đâu mà chết dữ vậy? Chết từ từ phải không? Ai nghiệp thì bệnh, còn ai tới họa tới số thì chết chứ đâu mà bệnh dữ hả? Cái đó là bệnh ở ngoài khí hậu. Đó là cảnh cáo cho mình đó. Thế giới như vậy đó là Việt Nam này nên tỉnh đi. Nên tỉnh lẹ đi. Đang vượt qua còn một trận còn dữ dằn chưa đâu. Cái này nó chưa có xuống đường ruột. Tới Việt Nam mình đó nó sẽ đi vô cái đường lỗ mũi, đường lỗ mũi, lỗ tai, đường mấy cái đường này nè. Nó sẽ xuống tới đường ruột luôn. Việt Nam mình nặng hơn ta. Nếu nó tái lại đó là Việt Nam mình sẽ nặng hơn cái nước Trung Quốc. Mà không có thuốc uống luôn. Không còn chế biến thuốc nữa. Mà Việt Nam bao chót là không có thuốc uống. Thì đó giờ tính đi, đúng 12 năm là hoàn mỹ hết. Cái gì đó trong sấm giảng nói cái gì đó hen là đúng 12 năm. Đúng 12 năm, trọn vẹn 12 năm, đau khổ 12 năm. Rồi bây giờ nói về vấn đề tu. Bây giờ tu mê và tu tỉnh. Tại sao coi kinh coi giảng mà không hiểu? Tại sao là tu? Tại sao thế gian này biết bao nhiêu người tu? Mà tại sao như vậy mà thầy từ Phật thầy Tây An á, là tới Đức Quỳnh Vũ Chủ là tu không được bao nhiêu? Phải không? Thì bổn đạo đông mà chở xuồng dông không đầy, lý do gì mình tu mà nó còn rất là ít? Nguyên do gì mà nó không tồn tại lại nhiều cho tới cái ngày mà tới cái ngày tận diệt của dương gian này mà tổng quát hết, nói luôn cái này kinh sách có đàng hoàng. Tại sao thế giới này tu các tôn giáo đều tu hết, tôn giáo nào cũng dạy tu hết, không phải là một viên tôn giáo hòa hảo thôi. Tôn giáo mà bên Thiên Chúa cũng dạy, cũng tu luôn, mà tu theo cách của người ta. Dạy ăn hiền là dạy là cũng thiện, cũng thương mến nhau. Mà lý do gì sao không tồn tại, lý do gì? Lý do mê và tỉnh. Lý do gì mà tu là không đạt? Rồi bây giờ học văn học tự mà tại sao không hiểu? Lý do gì? Nó đơn giản thôi. Mình hiểu mình trước. Mình nhận về mình trước là mới là thật sự. Nha. Cô nói cái này cô nói thẳng ra nè. Giống như người không học và giống như người là phỉ báng nha. Lý do gì? Tại vì mình không giác ngộ cái của mình, mình không nhận về cái của mình thì đó là tu mê. Đây, bây giờ tôi nói lên mạng này nè, quý vị phải nghe cho kỹ nha, phải nghiên cứu cho kỹ coi tôi nói sai hay nói đúng với Phật pháp nha. Tôi không có đọc văn nha quý vị. Không, đọc văn là giả. Nếu người đọc văn là người đó là đọc giả nha.
Còn tu mà không biết mình là tu giả luôn. Đó. Tu gọi là tu tướng á. Tu mê là tu tướng. Người ta nhìn cái tướng người ta nghĩ rằng là ta tu, mà nhưng là còn tu thật là tu, ta gọi là tu tâm. Tu ẩn đó, gọi là tu ẩn, tu tâm. Ẩn là không phải nói ẩn đây là ẩn với người hay là ẩn với cảnh, không phải vậy. Ẩn là ẩn về bên trong của nội tâm ý của mình, nội trong tâm ý, tâm tánh của mình á, là gọi là tu ẩn. Tu đó là người đời không biết gọi là tu tâm, tu là ẩn. Chứ không phải ẩn là nó đem thân xác, đem trốn, đem vùi, không phải vậy. Người ta hiểu lầm, người ta hiểu lầm hết. Còn tu tướng đó là tu khoe, tu danh, tu lợi. Nó là tu tướng, phải không? Không nhận mình là người như thế nào. Nghe thì lại đây nghe, cấp này nên nghe nè, về đang kiểm tra nè. Không xưng hô, không gì hết. Ha? Giờ đây, cô đây là cô nói lần này để dứt giác thôi. Để ai tỉnh ngộ, dầu nhỏ, dầu lớn, dầu ma, dầu quỷ, dầu súc sanh gì cũng vậy trơn. Nếu mà ai mà hiểu được, cái cây nó tu cũng được luôn. Nhưng mà nếu mà ai mà có sai cái đường đạo á, đạo á thì phải có đức. Nha. Đó là như vậy, tu gọi là tu tướng á. Tu mà không biết mình đó gọi là tu tướng. Còn coi văn á, nếu mà muốn hiểu nghĩa cho rất là mau, mình phải hiểu mình. Đọc sấm giảng á, đọc sấm giảng, mình cầm cái sấm giảng lên đó, đọc hoài không có hiểu đâu. Tại thầy nói, thầy viết giảng lại nhiều cấp bậc, từ ma quỷ súc sanh thầy dạy hết mà trong sấm giảng á. Không có cái gì mà thầy không dạy, nhưng mà mình mong bình bồng lắm, thành ra không có hiểu đâu, bảo đảm luôn. Nhưng mà muốn hiểu kinh giảng là phải hiểu mình. Phải hiểu mình trước, hiểu mình là gì, mê hay là tỉnh, hay là ác hay là thiện. Không phải đem cho của người ta gọi là thiện đâu nha. Cái đó dụng của thế gian. Dụng thế gian người này đem lại cho người kia để trao đổi cuộc sống nhau thôi, chứ thật ra chưa phải là tu. Nói cái này là gia chạm nè. Nhưng bây giờ cô thấy đã khổ tới rồi, cô phải nói. Chứ bấy lâu nay cô không có nói, không nói cái này thiệt hay giả. Nếu mà ai tu là tỉnh là phải biết mình. Phải biết là biết cái gì. Bởi vậy ông Năm Cò, ông nói cái chữ biết mà ông chưa dịch được cái chữ biết. Biết là biết cái gì mới được. Rồi bây giờ mình biết là cái gì? Biết cái ý của mình, biết cái tánh của mình, biết cái trí của mình, biết cái khẩu của mình, biết cái thân của mình. Ha? Phải biết đó. Phải biết mới được, biết rõ ràng. Bây giờ biết là biết cái gì? Biết cái trí của mình đó, nó sáng hay là nó tối. Biết cái khẩu của mình nói thiện hay là nói ác. Nè, nói có phạm giới hay là không phạm giới. Biết cái ý của mình suy nghĩ về cái gì. Biết cái ý của mình nó gì đó. Biết cái tánh của mình nó chứa những gì. Biết là biết cái đó rồi. Biết cái thân mình đi làm việc gì. Đó là cái đó là gọi là tu tỉnh nha. Còn không biết mấy cái đó là gọi là tu mê tất cả hết. Dùng hình tướng này kia là tu mê. Nè, lấy cái đó đó suy nghĩ cho kỹ. Lấy cái đó hàng ngày để mình niệm á. Lấy mấy cái đó để niệm chánh niệm. Bây giờ đi vô bắt chánh đạo. Bây giờ trong sấm giảng dạy rất là nhiều. Bây giờ học nhiều nói giờ tu theo bắt chánh đạo là mấy về tu chánh đáng, chứ không có tu gì. Nếu mà ai mà không có học về bắt chánh đạo, không có y như bắt chánh đạo là tu mê. Hoàn toàn tu mê hết. Muốn biết là vậy đó, là tu tỉnh. Còn nếu ngoài cái đó mà không ai, mình không biết mấy cái đó đó ha, là không bao giờ mà tu được. Bây giờ đem đi bán, bây giờ hết cái công ty đi, bán 15 tỷ, 20 tỷ đem cho thế gian cũng không phải là tu luôn. Cái đời dụng của thế gian. Dụng đầu này đem lại cho người kia là huề, cái đó là trao đổi của thế gian.
Được chưa? Đó là lương võ đế. Thầy không chấp nhận. Tu kiểu đó là không chấp nhận. Bây giờ học văn thì phải hiểu nghĩa. Muốn hiểu nghĩa cho mau thì phải hiểu mình. Hiểu mình được cái đi. Hiểu mình được trong nội ý của mình, nội tâm của mình, nội cái chí lý của mình, là nội cái ý của mình. Đó là hiểu văn hết trơn à. Văn nằm trong cái đó không à. Các vị giáo chủ là viết văn đạo nào vậy, viết trong nội cái đó của mình thôi. Phật, từ Phật cho tới giáo chủ sau này cũng viết ra, dạy ra có bao nhiêu thôi. Tu chỉ tóm tắt có bao nhiêu thôi, hiểu biết bao nhiêu thôi. Chứ không phải là hiểu binh mông trời đất để làm gì. Hiểu đó là hiểu sai. Đó, hiểu đó là hiểu là mê. Còn bây giờ cái dạng mà cầu sinh là mê, không phải tỉnh. Bây giờ hỏi nè, Phật đâu cho cái đó phải không? Tự mình làm thì tự mình hưởng, tự mình làm tự mình chịu chứ ai cho. Nghe nói tiếng Phật độ là mê. Mê, không bao giờ tỉnh. Phật không độ ai trơn á. Phật dạy thôi chứ Phật không độ những người như vậy. Nếu mà nói về Phật độ thì thế gian này làm gì có sự sanh già bệnh chết đau khổ như vậy. Được chưa? Còn bây giờ nói tu á, là tự cứu mình là tu chánh đáng. Bây giờ người tu đó là quan trọng điều gì nhất? Điều gì nhất? Sanh mạng mình nhất. Ngoài sanh mạng mình không quan trọng điều gì hết. Đó, quan trọng là sanh mạng trước nhất. Cứu sanh mạng mình trước là đó là tu tịnh. Chứ không phải nói rằng tôi tu để tôi cứu người ta. Dạ thưa đó, tôi mê. Còn nói tôi đi cầu cho người ta là tôi mê. Cầu cho mình, chừng nào cầu cho mình được đó thì mình mới làm việc tới thiên hạ. Còn mình chưa được mà mình còn đau khổ gì đi làm cho thiên hạ, là cái đó đúng hay sai? Là cái đó là mê. Mê gì biết không? Mê gọi là mê tưởng đó. Mình tưởng đâu mình là được rồi, mình được rồi, mình còn đau khổ mà làm sao đi làm cho người ta được. Đó là dạng mê. Mê gì không? Mê tâm á, mê trí á. Đó là tu thật á. Bây giờ tôi nói quý vị, trên thế gian này nó luôn nhà sư luôn nè. Nếu vị sư nào á thì biết mình, đó là vị sư giác ngộ. Đem văn ra tụng đó, đem kinh ra tụng mà không biết về mình, tu đó tu tướng, tu đó là tu mê. Dụng kinh đó, gọi là dụng văn tự mà để đem ra mà nói không đó, mà không biết trở về mình đó, là không hiểu cái đó đó, không hiểu về mình, đó là tu mê. Tu phân ra tu mê và tu tịnh. Yeah. Biết mình là tu tịnh, giác ngộ. Ngày xưa Đức Phật tu gì? Đức Phật có niệm Phật không? Bây giờ muốn tu y như Đức Phật đó, mình phải biết mình. Vậy Đức Phật tu như thế nào? Vậy thầy nói tu Đức Phật tu như thế nào, mình tu như thế ấy. Đức Phật làm sao để thành Phật thì mình y theo như Phật. Mà Đức Phật tu như thế nào? Đức Phật tự giác ngộ, Đức Phật tự giác ngộ, Đức Phật tu chứ Đức Phật bỏ những cái chuyện đau khổ phải không? Mà giờ đầu tiên Đức Phật bước vào á, bước vào cái gì? Bước vào con đường để đi tìm đạo đó là phải bỏ cái gì? Bỏ gì? Nói về sự sống phải không? Nói về sự sống. Tại vì mình nghĩ sự sống mình mới bài ra, mình mới tham lam phải không? Muốn bỏ tham đó, nhất nhất tham sân si gì phải không? Muốn bỏ ra tham, đừng nghĩ về sự sống cho cuộc đời mình nữa. Cái đó đừng nghĩ nha, chứ không phải đem cuộc sống mình đem bỏ, không phải vậy. Đừng nói gì, phải tôi nói về cái này sâu vô nha, sâu vô tâm não nha, chứ không phải nói gì hình tướng nha. Đừng nghĩ rằng nói bỏ sự sống đem chết đó là cái đó sai nha. Cái đó là kêu bằng là sợ quá khủng hoảng. Cái đó đừng nói thừa tu nha. Thì Đức Phật nhận ra cái gì khổ thì mình lo cho sự sống mình chứ gì. Cái đầu óc tối ngày lo sự sống gì. Thì sự sống nó có cái gì? Nó có tiền và tài. Bây giờ mình không có tài á, thì mình không làm việc gì cho ai, không làm việc gì ra tiền để lo sự sống phải không? À, còn tới tài thì có tiền vậy, phải có tiền cho mưu cầu cuộc sống, thì phải này kia nọ, thì đưa vô lòng tham mình chứ gì, phải chứa đựng phải không? Ừ. Thì Đức Phật bước vô cái này,
Nếu mà người nào muốn giải khổ thì bước vô cái này giống như Đức Phật là sự sống mình đi trước. Nghĩ sự bỏ cái chỗ sự sống, bỏ là bỏ chỗ nghỉ thôi nha. Chứ không phải bỏ sự sống mà đem của cho người ta, tôi không có kêu cái đó. Không, không bố thí cho ai hết. Tôi vẫn còn để đó ha. Để đó mình để tu hành để nuôi bọn sống. Vậy chứ sao thì Đức Phật cũng phải cái ăn. Tại vì mình còn cái ăn Đức Phật mới cho đi khất thực á. Yeah. Đức Phật không cho tính cái sự sống. Tính rồi tất nhiên bài ra thì tất nhiên con người mình như thế nào, tâm trí lo sự sống không, Đức Phật cắt cái đó đó. Đầu tiên Đức Phật, nếu mà Đức Phật mà không có cắt cái đó thì Đức Phật hưởng cái sự sống coi danh lợi đàng hoàng mà phải không? Ờ thì bây giờ xét nha, nói này là quý vị có nghe tôi nói là quý vị xét nha, chứ không phải là không xét là không được nha. Để chữ tôi về tào lao này kia đó, là này tôi nói là tu thật và tu giả, tu mê yeah. và tu tỉnh nha. Yeah. Cái này là tỉnh nè, nhận liền. Mình tối ngày mình lo sự sống không thì lấy gì không khổ phải không? Lấy gì không tham phải không? Con hỏi bà hai cái câu này ha. Thì cũng có nhiều người ta thắc mắc lắm. Người chánh đạo thì ta nói gì nè, sao mà tới lễ của núi Sam đó bà Tư, bà hai, cái người ta đem heo gà vịt cái vô ta cúng kiến lên là cúng, là cúng để làm cái gì? Cái đó là người mê, người ta làm ăn. Cái người mê, cái diện mà cúng kiến là dạng mê. Bây giờ tôi hỏi nè, phước mình á, phước mình nó không có mình cúng ai cho không được chưa? Còn cái phước mình có rồi á thì hỏi phước thế gian này là gì, rồi phân ra cho nè. Bây giờ nói cái câu này rồi đáp qua câu kia chưa, rồi người ta thắc mắc cái này nè. Tu mê và tu tỉnh phải không? Rồi hỏi tại sao là gì, tại sao gì, nói về cái phước thế gian và phước không thế gian, nó hai ba cái phước là nha. Cái phước thế gian là gì, hồi xưa mình trao đổi đó, gọi là trao đổi vật chất đó, tiền tài đó, thì ngày nay mình hưởng thì đây bây giờ phước thế gian là phước gì, phước thế gian là phải trao đổi không? Hồi xưa đó mình giúp cho người phải không, thì ngày nay người giúp lại mình, nói giúp là gì, kẻ cho người bán người mua phải không, chứ không phải nó giúp cho không. Bây giờ nè, nếu cái người đó mà không có phước đi, hồi xưa mà không có đem cho trao đổi với thế gian đi bằng những cái vật chất đi, thì ngày nay làm gì có hưởng được. Xin người ta không cho nè, mua bán nó ế ẩm nè, phải không? Xin người ta không cho nè, tới làm ăn mài mà ta không cho là rồi bây giờ đi mua bán ra mua, bởi vì nói trên thế gian này tại sao mỗi người mỗi nghề, mỗi người mỗi việc phải không? Người thì mua bán không được, tại không có cái phước đó. Người thì làm ruộng thất bát, người thì sao người ta làm ruộng chúng mình làm hoài nó thất, phải không? À, thì cái đó phước thế gian, thì phước thế gian đền bù lại, nói ra bởi vì không ai biết. Còn cái phước mà về đạo hạnh đó, cái phước đó là tu đạt đạo. Cái phước mà về đạo, cái phước về gọi là phước trời ban đó, phước đức đó, ta gọi là phước đức đó, là mình học mình hiểu liền, cái đó gọi là phước duyên á. Mình học mình hiểu liền nha. Cái phước mà gọi là phước là không có thế gian trong này, phước gọi là như là sức thế gian đó. Cái phước thế gian là giàu nghèo, còn cái phước sức thế gian là không có nói giàu nghèo trong, không có nói vật chất của thế gian. Đó là tu đạt được, tâm trí mở mang, rồi là học mau hiểu, tu mau thành. Đó là phước sức thế gian. Bây giờ quý vị thế gian này coi coi mình phước gì, chứ không phải đi cúng mà được, mà không cúng mà không được. Nó là tu mê. Cái đó nói về cầu mê, cầu mê, cầu tỉnh là không có cầu cái đó. Còn người mà tu mà chánh đáng và tu tỉnh đó, người ta không cầu mấy cái đó. Không, không cầu những chuyện gì chứ. Người ta lo, ta kiểm tra người ta, ta kiểm, ta thiền, gọi là thiền quán. Quán coi cái gì, ta đúng, ta sai, ta ác, ta thiện, ta giữ giới. Đó là tu tỉnh. Còn tu mê thì dụng hình tướng. Nó dụng hình tướng. Rồi bây giờ tôi hỏi nè, thế gian ơi, thế gian,
Bây giờ cả thế giới này, cái tượng Phật nói là tượng Phật, nhưng mà tôi nói đây là không phỉ báng nha. Cái tượng đó đó để gì là tượng trưng, gọi là bây giờ mình chụp hình là gọi là di ảnh nha. Còn xa xưa, Đức Phật xa xưa thì không có di ảnh. Cái thời của Đức Phật là không có di ảnh được, không có di ảnh. Cái thời đó là thời là tất nhiên người ta không có văn minh, thấy không? Thời của Đức Phật, thời không có văn minh, không có họa được, không có mực mà họa đó, thấy không? Cái thời đó thời là không có văn minh, con người mình đầu óc nó không văn minh, nó gọi là hiền thục, người ta gọi là hiền thục chân chánh đó. Gọi là thiện căn nhiều, thượng căn nhiều, người ta không có văn minh, người ta bày ra cái đó, thấy không? Ai tạo mực ra? Rồi bây giờ ai làm, thành ra không có cái di ảnh, người đa người ta mới đắp tượng, thấy không? Người ta mới sau này khi mà Phật tịch diệt rồi, các vị tổ hồi xưa đó, người ta mới lấy dùng đất sét á, ta mới đắp tượng để làm gì, để cái di tích lại, đặng cho sau này cái đời mạt pháp đặng biết Phật là gì đó. Rồi mình bây giờ cái thời kỳ này, thời kỳ mê này nhiều, rồi cái gặp cái tượng cái lại xin cầu, ủa cái tượng mà cái tượng nó không có quan trọng gì hết. Nói phải nói, tôi nói phải từ cái nguồn gốc cho tới ngày nay nha. Tại vì cái thời đó là thời không có gì ảnh, thành ra mấy các vị tổ bây giờ lấy đất sét để mà đắp để chiêm ngưỡng. Nhưng mà khi mình chiêm ngưỡng cái tượng đó rồi đó, mình phải làm sao, mình phải giác ngộ. Tại sao mình so mình với cái tượng này, sao mà nó rất một trời một vực? Lý do gì cái tượng này phải là tướng hảo quang minh gì đó à? Rồi về mình mới quay lại mình làm sao mình tỉnh ngộ lại, làm sao đang giống như vậy. Còn này không, không có thắp nhang đỏ trơn. Nhang để làm gì? Nhang là biểu tượng để mình công phu, để cái giờ mình công phu, chứ không có nhang mà đem gì tùm lum hết trơn. Như vậy có thành không? Mê không? Cái đó là quá mê, cái đó là mê, mê kêu bằng mê muội luôn đó. Mê ngu á, mê mà không biết gì hết trơn. Rồi cái hỏi với thần linh, hỏi với thần linh là gì mà hỏi mình linh chưa? Mình bây giờ mình sửa sang cái tấm linh mình chưa mà đòi thần linh? Thần linh người ta không có mần mội cho mình cái tượng đó để mình giá cái tượng thôi, chứ thần linh có ở đó hay không? Được chưa? Cái đó là biểu tượng dẫn dụ mình thôi, chứ đâu phải là thật ở đâu. Còn nói về thần linh là khắp đại đồng, khắp quả địa cầu, ở đâu mà không có thần linh? Mà đi tới đó mới thần linh hay sao? Mà mình muốn thần linh mà theo mình đó, là mình phải linh như thần linh, tâm tánh mình phải linh, mình phải màu nhiệm như thần linh, vậy mới là kết quả, phải không? Hai cái này nó đối với nhau mới hòa nhập gọi là thần linh. Rồi bây giờ mình như vậy rồi về có hay không? Mình đi ra khỏi chỗ đó mình có linh hay không? Nó có cái đó không? Bây giờ nè, giờ mình giái mình cầu gia đình yên ổn rồi, về nhà có yên ổn không? Hả? Cái đó là tại cái gì? Đó là dạng mê, phải không? Mê muội. Còn người tỉnh là không có cái đó, tuyệt đối không có cái đó luôn. Rồi bây giờ tôi nói cho cái vấn đề mà ngồi để nghiêm chỉnh nè. Ngồi là mình biết mình thảnh thơi hay là biết khổ não nè, biết đau đớn nè. Thì nếu mà ai mà ngồi cái này đó, mà nếu mà như gì hoài thì cái bệnh dịch của khí hậu này đó là không nhập vô mình, tuyệt đối. Hỏi chích thuốc ngừa luôn. Mà nếu mà ngồi mà không kiểm cái này thì chắc bệnh dịch nó vô. Tại vì mình hơi thở mình mà. Thưa quý vị nhớ, thưa quý vị, luôn nói nhà sư luôn, ngồi thiền và niệm Phật nha. Rồi rồi thử quý vị đi, ngồi về nghiên cứu cái nào thảnh thơi, cái nào không thảnh thơi. Chỉ là tôi cho thảnh thơi thôi. Coi cái này tôi nói ra cái này, coi thử coi cái này nó đúng vào Phật Pháp hay là nó đúng vô ma tà nha. Phật thấy, Phật ngày xưa thì thượng căn và trung căn, thì về nói về ngồi thiền. Còn bây giờ Đức Quỳnh Vũ Chủ từ Phật Thầy Tây An là kêu bằng niệm Phật. Niệm Phật á, thì Thầy cũng cho mình thiền, chứ không phải là không thiền. Niệm Phật là cái đó để mượn cái danh. Khi cái người niệm Phật á, là mượn cái danh, là những người á,
không có kiểm tra cái động và tịnh, thành ra mượn cái danh từ Phật đặng cho nó liếp cái đó đó. Và nói thì vừa kiểm nghe, cái người mà niệm Phật bằng cái miệng, cái khẩu đó, cái miệng á, thì nói cái miệng á thì đưa ra ngoài nghe tiếng phải không, mà nói cái khẩu là nó không có, nó không có ca âm thanh. Mấy người đó là học chưa tới đó, gọi là dẫn dụ á, dụ mình niệm Phật đi. Cái câu niệm Phật là cái câu mượn, cái thật ra là thật ra chưa có thật. Bởi nay giác giả, tỉnh giả, Phật giả phải không? Ừ. Thầy cũng nói đi, thầy nói lại. Bây giờ quý vị ngồi đi, quý vị niệm Phật rồi quý vị có thanh tịnh không? Không có, nó động không? Được chưa? Nó động trong ba cái động. Thứ nhất, động về ý, là suy nghĩ á. Miệng thì niệm Phật, chịu nói thì niệm lớn lên, niệm cho người ta nghe luôn. Đó là niệm dày, bầm lá gan. Niệm Phật niệm âm thầm không có niệm lớn được. Thì trước nhất là động cái ý của mình, suy nghĩ á, cái ý là gọi là suy nghĩ á, tính toán á. Rồi hai nữa, động về cái thức của mình. Cái thức mình là như nhớ đó, nó nhớ chuyện đông chuyện tây đem lại đó, ngồi có không nè nha. Rồi qua thứ ba nữa là nó động về cái khẩu của mình, không nói chuyện không chơi mà nó nói chuyện hết trơn à. Rồi bây giờ tôi chỉ cho, bây giờ khi động cái ý là nó động ở trong cái này nè, cái đầu mình á, trong cái đỉnh đầu nè. Rồi hỏi tâm mình ở đâu, tôi nói về vị trí luôn nữa, nói về thực tế nè. Nó động trong cái đầu của mình là chỗ suy nghĩ. Cái này nhà sư không biết có biết cái này không, chưa có ai nói về cái này hết. Rồi nó động về cái thức của mình là ngay chân cái này nè. Cái thức của mình nó nằm ở đây nè, nó nằm chỗ cái này gọi là tâm linh đó. Gọi là cái này nè, cái thức của mình nó nằm ngay chân cái dần chán mình là cái thức. Còn cái ý của mình nó đưa lên cái đỉnh đầu này không nè, trên cái đỉnh đầu là tâm luôn. Ý tánh gì là ở trên cái đỉnh đầu là tâm đó, gom lại là Phật nói về tâm là nó chụp trên cái đỉnh đầu nè. Bởi vì niệm mà Phật thành tâm là nó lên đỉnh đầu, nó không có chỗ ra cái này đâu. Nói sáu căn đừng cho nhiễm sáu trần á, khi mà mình ngồi lại đó nó nhiễm cái gì tất nhiên nó động á, nhiễm tất nhiên ngồi lại nó động. Nếu mà động về cái ý của mình đó, nghe cháu cái này nè, suy nghĩ trên đỉnh đầu và ngồi lại nghiên cứu nha, nó có thiệt luôn đó. Rồi ví dụ cái thức của mình là đây nè, nó nhớ lại ngay cái dần chán này, nó nhớ lại hoài, chuyển qua gọi nhớ lại, không cần hỏi cần suy nghĩ, tự nó đi đến. Đó là động về thức, động về ý, động về khẩu. Khẩu là động ngay chỗ cái người kéo mình nè, nó không có nói chuyện ở trong cái này, không nói chuyện, nó đưa ngay đây nè, ngay chỗ này nè, nó đưa ngay cái đút giọng mình ngay chân cái. Bởi vì nó mình uống cái đút giọng lại đó, đừng cho cái đút giọng này nè là nó đưa ra đây, nó đưa chỗ này. Ngồi nghiên cứu cho kỹ nha, ai mà ngồi cái này phải nghiên cứu kỹ nha mới được nha. Nó động ngay chỗ này, cái nó đưa lỗ tai mình nghe chứ. Con người mình không tịnh, chừng nào tịnh ba cái đó đó, chừng nào tịnh được ba cái đó đó, tất nhiên sung sướng. Tất nhiên đó là tịnh tâm, đó là tâm, về là cái đó là tu tịnh và tu tịnh định thì cũng về cái đó thôi, thì mới có trí huệ. Niệm Phật niệm vào tâm, mà hỏi niệm vào tâm, niệm ở đâu phải nói cho người ta biết. Niệm lên đỉnh đầu này nè, mình niệm làm sao mà trên cái đỉnh đầu này nó không còn loạn cái gì hết nè, nó không loạn ba cái đó, nó không loạn, đó là thành tâm, là người giải thoát thực tế trong cơ địa mình, giải thoát trong cái thân của mình là không có đau khổ nữa. Còn mà đây nè, bây giờ gấu loạn về thức của mình á, thì nó về cái gì, cái đầu mình chịu nổi phải không. Còn loạn về cái ý của mình là nó nặng cái đầu, nhiều quá nó nặng cái đầu chịu không nổi. Nó loạn về cái thức của mình á, thì cái dần chán mình như thế nào. Còn nó loạn về cái khẩu của mình thì nó bắt đầu nó đau, nó đau tùm lum hết trơn. Bởi vì ngồi cái nó mệt mỏi ha. Thầy bấy lâu nay là cái này là tôi nghiên cứu nha. Ừ. Còn bây giờ muốn mà cho nó tịnh cái đó đó, lấy cái gì làm chủ nó không, chỉ cho. Bay muốn ngồi là dễ ợt thôi, nó rất là dễ. Muốn mà cho nó ba cái đó nó dẹp loạn đó, nó không còn vô trong cái thân, cái đầu sáu căn mình nữa, là lấy hơi thở làm chủ cho sự sống.
không đói, không bao giờ đói, mà nó không bao giờ nó loạn ba cái đó. Lấy hơi thở, kiểm tra hơi thở, tập dần 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 rồi mới tỉnh tâm. Nó về đi, đi đi kiểm tra thân đi. Cái này tôi nói cho ngầu để kiểm tra cái thân mình. Yeah. Mà nhưng mà muốn cái đó đó, muốn mà vô cái đó đó, phải đi đứng nằm ngồi. Cái này của ông Lục Tổ nha. Đi đứng nằm ngồi, không phải chờ giờ để ngồi nha. Đi mình phải xét, xét bây giờ nè, mình làm việc gì. Trước hết cái này nha, đường đạo đức bước lên từ nó, chứ không phải vô cái đó mà dễ nha. Thì muốn biết cái đó và muốn đạt được cái đó đó, phải hàng ngày đi đứng nằm ngồi mình kiểm tra. Mình gọi là thiền của ông Lục Tổ á. Ông Lục Tổ không có ngồi đâu nha, bởi vì tu như Lục Tổ là tu dốt đó. Có ai dốt bằng Lục Tổ không? Tổ không biết một chữ nữa, đọc văn gì được, phải không? Nhưng mà ngài nhờ ngài tỉnh ngộ, muốn đi theo ông Lục Tổ. Với thầy kêu tu như Lục Tổ thì đừng tu như thằng Tú. Thằng Tú thì tất nhiên hiện cảnh, còn Lục Tổ là không. Ông Lục Tổ không có cảnh, có cảnh nhưng không có cảnh, có nhưng không có. Có nhưng không có là cái chỗ ông nghĩ của ông thôi. Và ông làm này là ông làm gì, được chưa? Rồi ông giác ngộ này, giác này nè, suy nghĩ gì, phải không? Bởi vì mà bây giờ ông Lục Tổ ông đi mà vô trong cái trường đó đó, bên thằng tớ, bên thằng ông thằng Tú không có chịu ông. Mà hỏi chế tu như Lục Tổ tu có nhiêu đâu, mà giao cho tâm pháp phải không, giao cho tâm án. Còn ông thằng Tú ông tu biết nhiêu không, ông tu biết nhiêu năm trường không, mà sao thầy không giao, Ngũ Tổ không giao cho tâm án? Tại vì tu không có tỉnh, tu bề ngoài không, không có tu vô cái nội ý của mình, nội tâm mình, phải không? Dạ. À, rồi ngồi để làm gì bây giờ? Mấy ông sư là tu theo pháp của tu tổ nhất. Ủa thằng Tú rồi. Dạ. Bài ra tùm lum chứ. Bởi vì thầy dạy mình đó mà mình không có biết, phải không? Không cầu, không siêu. Bây giờ tu theo cái môn pháp của ông Lục Tổ là không cầu, không siêu. Không, không gì hết, tức như không, không, không gì hết trơn, tỉnh giác vậy. Giống như của Thích Ca. Nó. Rồi bây giờ nếu mà không tu về cái pháp này đó, không tỉnh lại mê hoài thì phải khổ. Khổ hoài, khổ, khổ cái bạn, khổ cực kỳ. Bây giờ khổ cực kỳ, tiền ma gạo quỷ, được, tiền ma gạo quỷ là gì, giữ đi. Yeah. Cái gì mà mình giữ nó không được, cái gì ha giữ không được đó là gọi ma với quỷ. Còn cái gì mà mình giữ được là Phật pháp giữ mới được, chánh đạo giữ mới được, là cái đó là gọi là đạo, thì phải ra cái đức. Thì có đức giữ trên trần gian này nó mới tồn tại, chứ không có đạo đức rồi giữ không bao giờ được, ta gọi là ma với quỷ, yêu với tinh, thấy không? Yeah. Nó chứ có cái gì ở đâu. Rồi bây giờ coi giảng gì chứ hiểu đâu. Nếu mà người nào mà hiểu chánh đạo rồi là không có phạm giới. Giới thứ tư là khó giữ nhất. Giới thứ nhất đó là nói về cái thân của mình là dễ giữ, dễ giữ lắm, cái đó rất là dễ. Nhưng mà qua cái giới thứ tư rồi là không bao giờ giữ được. Tại vì giới thứ tư là thầy nói về ý, tánh, tâm, phải không? Người nào mà trụ được cái tâm của mình á, trong mấy cái đó mình trụ về tâm giữ giới mới được. Xảo ngôn nè, xảo ngữ nè, giả dối đủ thứ hết trơn. Cái giới thứ tư là cái giới là kẹt lại, nhóc. Mình không biết mình thì mình nói là bừa bãi. Mình cho mình là cái gì? Tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng là gì? Không tu mà cho mình là tu, tự ý mình nghĩ ra là mình tu vậy. Rồi mình chưa thành mà mình nghĩ là mình thành, thì cái đó là tăng thượng mạng. Cái đó còn hơn tội bất hiếu á, phỉ báng đạo pháp luôn. Mình tự mình cho mình, chưa có ai chứng nhận mình, chưa hiểu được mình tự cho mình là cái này là kia. Còn bây giờ nè, mình đem chút đỉnh mình tiền mình cho người ta có nhiều đâu, nhưng mà cho của rồi có tình thương hay không, hả? Là cái gì? Thương hại, thương từ bi. Thương từ bi của Phật không phải đem cho của, không có. Thương Phật, thương về từ bi là dìu dắt cho người ta giải thoát mới thương từ bi, chứ không phải đem cho của mà thương từ bi nghe. Đem cho của lợi dụng ở chổng. Bây giờ như tôi vậy nè, có ai cho tôi không? Không ai cho tôi chân á. Tại vì á, biết sao, tôi không có danh, tôi đâu có tu đâu đem cho tôi.
Mình tu á, mình tu người ta đem cho mình, người ta lợi dụng gì? Tại vì cái chỗ tu mới đem cho, phải không? Đâu có tình thương đâu. Cái này là tất nhiên mua chuộc nè, phải không? Người ta tu mới đem cho. Tất nhiên mua chuộc cái gì? Được chưa? Rồi hai đàn này, rồi một đàn cho người tu. Mà bây giờ mình nhận cái này nè, mình nhận về tu phải không? Mà mình có tu không nhận cái này nè là lãnh cái gì? Lãnh nghiệp của người ta. Hai đàn bị hết. Được chưa? Còn bây giờ nè, thương mà thương từ bi của Phật đó là khuyến khích cho người ta tu. Ta nói là cho con cá không bằng cho cái cần câu. Nha. Tại sao cho cần câu? Muốn ăn con cá thì xách cần câu ca, câu cá mới có ăn. Còn mình đem cho con cá người ta ăn, ta làm biếng. Phải không? Ừ. Còn bây giờ mình thấy người ta nghèo, mình cho người ta đó là cho gì? Cho thương hại, cũng chưa phải là bố thí. Cái bố thí của Phật đó, cái đó là bố thí trần gian. Còn bố thí của Phật đó là bố thí gì biết không? Bố thí pháp, bố thí khuyến khích cho người ta tu, đừng có biểu người ta mê nữa. À, bởi vì ngày xưa Đức Phật cho gì? Từ bi của Đức Phật cho gì? Pháp. Thì chứ Đức Phật có cho của không? Đức Phật làm gì cho mình đem mình cho của người ta, chẳng khác nào mình giết người ta. Ta ăn ta không, ta nói ừ thôi bây giờ mình nghèo để có người ta đem rồi cho. Rồi bây giờ mình cho hoài, mình đem mình cho hoài gì? Rồi cái người mà Đức Phật mà đi xuống trần gian này đi, tôi nói vậy đi, ta lại ta hoằng pháp này là không ai nghe hết. Bởi bây giờ tu làm sao không? Bây giờ tại sao hoằng pháp không được không? Toàn là mê không mà hoằng pháp không có được. Bây giờ ví dụ bây giờ về nói về nhân quả đi, người ta đâu có nghe phải không? Lý do gì mình khổ như vậy người ta đâu nghe. À, cho của thì người ta chịu. Thấy không? Còn nhà sư lập chùa đem đi cúng chùa là người ta chịu, cúng chùa tiền bạc ta chịu chứ pháp người ta không chịu. Còn người đi cúng chùa mà là nói pháp không được, phải khuyến khích là cúng dường đi rồi đặng lấy phước rồi Phật độ, lại Phật đi Phật độ, cái đó là cái gì? Cái đó là từ bi sao? Cái đó giết người. Mà không khuyến khích người ta về Phật pháp, mà xúi người ta lại Phật cho nhiều đi, rồi Phật độ cho, rồi bố thí đi cúng dường là Phật độ. Giết người chứ không phải là bố thí đâu, không phải là tâm mà từ bi đâu. Dạ. Bảo đảm luôn, giống giết như, người. Giống như lên mạng mà khuyên người ta tu hành mà không chỉ cách người ta tu không như thế nào. Không chỉ cách người ta tu như thế nào, biểu người ta tu dạ chữ tu như thế nào, phải chỉ cho người ta hành đạo như thế nào. Như thế nào, đó là mới được, mới là đúng là từ bi của Phật, chánh pháp của Phật. Đó là còn chưa dám nói pháp luôn. Mà này chưa vậy chân đọc văn tự ra na khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, cái đà tu đi nói pháp đó. Cái đó là nói theo của thầy. Nhắc lại là thầy nhắc lại thôi, đây là tu diễn ngâm, nhắc lại là pháp của thầy chứ không phải là pháp của tôi nói cho gành. Nó không có chỉ người ta cách tu như nào. Bây giờ nè, nếu mà người tu chánh đáo giác ngộ, đừng nghĩ đời sống nữa là mấy bỏ cái tham. Thấy gì cũng đủ, phải không? Bây giờ người tu chân chánh rồi, cái gì người ta cũng đủ hết. Ta không có thiếu cái gì, mà người ta thiếu cái gì không? Ta thiếu đi một cái giải thoát. Nó, bây giờ thiếu đi cái giải thoát là ta uổng cuộc đời người ta. Nó, tại vì cái giải thoát mới không có bị luân hồi, mới không còn khổ não. Cái giải thoát đó, không lộ luân hồi, tất nhiên người ta không còn vĩnh viễn đó. Phật là Phật cứu cái đó đó. Dạy mình giải thoát đi, giống như Đức Phật vậy đó. Đặng kia không còn khổ nữa, khỏi cần cho gì trên thế gian hết. Ta đâu còn xuống trên gian, ta trả quả đâu. Còn này mình xuôi cũng đi bố thí mắc kẹt thế gian, mình xuôi thì cũng dường mắc kẹt thế gian nữa. Cái này là chẳng khác nào là xuôi người ta đi vào con đường luân hồi. Được chưa? Bây giờ được chưa? Cái từ bi và cái không từ bi. Rồi cái phước như thế nào? Nó, cái phước như thế nào? Bây giờ á, cho người ta nhiều thì người ta sanh tham. Không cho thì tất nhiên ta không tham. Đủ đi, người tu là đủ. Người tu thật sự đó, ta đủ tất cả, ta đủ chơi. Người ta yêu cầu có cơm một bữa, giờ người ta thấy ta cũng đủ. Miễn dư cái đó là y phục nhiều. Mà một cái bát mà ba cái y. Rồi bây giờ quá rồi. Bây giờ quá rồi. Tại sao Đức Phật ra gốc cây ngầu? Lý do gì Đức Phật ra gốc cây ngầu? Bỏ hết.
Nói chung lý do gì, lý do gì Đức Phật ra gốc cây ngồi? Nếu ra gốc cây ngồi khỏi tạo mới thành đạo. Còn nếu mình vô mà mình bày ra cái cuộc sống của mình là tất nhiên mình tạo gì, là tất nhiên tâm ý của mình nó sẽ tạo ra theo cái chỗ cuộc sống của mình, phải không? Yeah. Bởi vì Đức Phật giác ngộ đầu tiên là lý do gì? Cuộc sống. Nếu mà ai thức tỉnh cái này là người đó từ từ ta dẹp cái lòng tham ta được. Còn cho đây, cho thế gian là cho gì không? Đem của cho thế gian toàn là lợi dụng. Bây giờ rồi, bây giờ mấy người này nè, nó đem cho của nó, đừng có nói tiếng phước đó ha. Cho không? Phải, không cho như tôi vậy nè. Tôi nói cho cái đó là ác đó, mấy ông cử tôi liền. Sao lý do giác tôi cho người ta mà ác chứ còn gì nữa. Bây giờ cho nổi không? Đây sắp lên cho nổi không? Nghiệp quả người ta đang trả đem của mình thì nghiệp quả nó nuốt hết trơn mình được cái gì? Bây giờ làm sao đánh thức người ta về đạo pháp? Được chưa? Dạ. Yeah. Bởi vì ở miền Bắc mà đem ra đạo pháp biểu niệm Phật, nó đồng Phật gì niệm, nó sức mạnh nó làm, bởi vì tai họa nó mới nặng hơn mình. Còn miền Nam còn dụ được, miền Nam của mình niệm Phật đây. Ta cũng nghe nữa, nói ngay miền Nam mình dễ dụ. Bây giờ quá khổ rồi, giờ bệnh đi. Bây giờ không có chánh đáng niệm Phật thiệt. Ví dụ người ta đau á, ví dụ tôi là một người thầy thuốc ra, giờ niệm Phật thì tôi mới cứu, niệm. Niệm chừng nào hết bệnh thì bắt đầu nghỉ niệm. Ừ. Cũng được, cũng dụ được chứ dây lát được. Còn bây giờ nghèo quá. Cái này nghèo quá. Bây giờ dụ sao giờ? Niệm Phật cho nó. Không. Nghèo này á, nếu mà nghèo quá mình phải có của mình mới dụ ta được. Cho mình đem mình cho gạo về cái giờ thôi giờ niệm Phật đi đỡ nghèo. Cũng được, dụ được. Rồi người bệnh thì không làm thầy thì không làm thầy thuốc thì dụ người ta không được, phải làm thầy thuốc phải cứu bệnh người ta thì vô người ta niệm Phật được. Rồi bây giờ nếu mà người ta lợi mình mà người ta xá tượng Phật gì đó, mình niệm Phật đi, cái này dụ. Cái này nói chung ra là dụ chứ chưa hẳn là độ nghe, chưa hẳn là khuyến khích về Phật pháp chưa được. Không, miền Nam mình dụ dễ, còn miền Bắc dụ nó không được. Yeah. Miền Bắc mà đem cho của là cho nghe, mình lợi mình nói ông Phật không, nhất là dân mà thượng đồ đó ha. Trời, cho thì chỉ chứ dụ nó không được. Dụ niệm Phật là không biết ông Phật là gì, là mê muội quá hay sao đó. Không phải, tại vì người ta không có dụ gì, tại vì cái dùng đó đó, cái dùng đó là không có ai mà nói về Phật pháp, thấy không? Cái dùng mà dùng cao nguyên ở ngoài Bắc người ta không có về cái đó. Người ta nói về thần không, thần gừng, thần núi, thấy không? Bệnh thì đi ra bệnh, bởi vì nó chết về cái chỗ mà bệnh mà nó đi bức thuốc nam uống thì cũng được. Nó kêu thầy mo cúng, thầy cúng cúng giải gì đó là bởi vì thôi. Yeah. Bởi vì mình nói Phật nó không dụ, nó không được. Yeah. Còn miền Nam này dễ dụ. Yeah. Miền Nam này dễ dụ lắm, bây giờ dễ dụ nè. Sáng giờ bà hai gom chưa? Không, nói này no hả? Nói này là còn ngon hơn ăn. Còn miền Nam mình dễ dụ lắm nè, dụ hội Long Hoa. Châu. Mấy ông mà cầm la làng nè, mấy ông cà nhỏng này nè, tu đi, tu đoàn hội Long Hoa, tu đoàn hội Long Hoa phái gì không biết tu làm sao. Ăn chay đi, dễ dụ. Không, miền Nam mình á đau khuyến khích ăn chay. Ăn mặn này không được, mặn này bệnh này kia được, dụ cái đó được, cái ăn chay cũng đỡ mối. Nó ngay dụ mấy cái này được, dụ hình tướng được, chứ còn nói về mà thật sự mà về nội tâm nội ý là khó quá. Yeah. Không được. Rồi đây sắp lên khổ lắm, nói mấy cái này khó quá. Khó quá, khó à. Bởi vì cô nói giờ khó quá làm sao giờ. Bây giờ dụ ăn chay cũng được, dụ niệm Phật, A-di-đà Phật cũng được, niệm hoài cũng được. Mà ngặt cái này không tỉnh. Niệm này để niệm gì? Niệm Phật dụ này nè. Niệm Phật cho giàu, dụ nha. Niệm Phật cho đẹp. Biểu đi cúng bông đi đặng đẹp, phá cái đẹp. Rồi niệm Phật cho giàu, niệm Phật cho đẹp, niệm Phật cho hết bệnh. Niệm gì đó, dụ được. Cái này miền Nam mình dễ dụ lắm, được. Như giờ bố thí nè. Bây giờ ông này ông giàu quá gì? Bây giờ mình làm sao mình xin, mình làm sao mình muốn cứu người kia, mình biểu bố thí gì? Ồ, nhiều quá bố thí đang được cái phước này kia, đang ta cho bớt. Chứ với một người bây giờ nè, hai giờ một người này giàu phải không? Hai bên nghèo quá trời thì tất nhiên nếu mà mình không nói cái câu bố thí á thì hai bên này chết sao? Cái này cứu mà cứu để sanh sống chứ chưa phải là đạo pháp. Yeah. Thì lại sao lại nói ghét đặng cho ta cho hai bên này đặng giống như nhau, đặng chung sống với nhau rồi bắt đầu cũng không theo Phật được nữa. Ơi
Bởi vì khó quá, nói về tay Phật rồi khó quá, khó. Nãy giờ bà nói là về người nghèo quá là mình đổ bằng mình giúp ta cho tiền, ta còn kêu niệm Phật ha. Còn cái người giàu cái dụ. À dụ ha. Còn dụ cái đó là dụ nghe, chứ không phải là lòng từ bi nghe. Cái là thương là thương, thương là cuộc sống, thương cho qua lo, nhưng mà người đó vẫn khổ. Thương của Đức Phật là thương phải cho đừng khổ nữa, là tất nhiên vậy. Bây giờ mình muốn thương từ bi đó, mình phải tu cho đạt được cái thần lực nha. Rồi thương của Đức Phật thương này nè, bây giờ thương không có ai thương cái kiểu này hết trơn á, là tất nhiên thấy người đó là có cái duyên kiếp trước, kiếp đời trước có duyên, mình lại mình thọ thực người ta, rồi đặng mình biết cái người này là mình nói pháp cho cái người đó nghe như đứa bé này đi, là bây giờ muốn cứu độ nó là bây giờ không có cho nó của, lại còn lấy của nó ăn nữa. Đức Phật mà. Bây giờ này nè, cha mẹ nó có tiền nhiều mà cha mẹ nó không biết đạo pháp phải không? Bây giờ nè, lấy của cha mẹ cúng dường cho cô. Biểu cúng dường cho cô đi, là cô khi nào cô đạt cái này dẫn dụ nha, không phải có thiệt nha. Cô làm đó không được. Cái này của Đức Phật từ bi nè. Bây giờ kêu gọi đứa bé này đi ngang, đứa bé này đang cho nó nhìn mình cái tướng hảo gì đó, nó yêu nó mến gì nó cúng dường cho mình. Đó, cúng dường cho mình là gì không? Rồi bắt đầu mấy là khi mà nhận cái đồ cúng dường nó là mình phải cho nó thần lực vô đầu nó. Cái bắt đầu nó tỉnh, nó mới quy y lại là đó là nó tu đó. Được chưa? Thua thương từ bi là thương vậy đó. Chứ không phải thấy nó vậy cái đem cho của nó là tất nhiên suối nó tham. Đấy không? Hiểu không? Phải nói pháp cho nó nghe. Ví dụ nhận cái của nó là tất nhiên đi khất thực nhận của này rồi nói pháp cho nó nghe. Kể chuyện cho nó nghe. Đức Phật nhiều chuyện của Đức Phật bao la, rồi kể chuyện cho nghe đặng co cho nó gây nó nhớ lại cái duyên của nó hồi xưa đó, rồi bắt đầu nó lớn lên nó tu. Nó học rồi nó tu rồi nó mới về khuyến khích cha mẹ nó mới tu. Như vậy là thương lòng từ bi, chứ còn thương mà suối người ta đi cúng dường, suối người ta cúng kiến, suối người ta làm hình ảnh hen, là cái đó là đọa chứ không phải tu. Không, cái đó là của dương gian. Nãy giờ nó nhiều cái chỗ á, và đi thu thương người. Trước hết muốn cho của người ta đó là phải khuyến khích về Phật pháp, mà chỉ cho con đường người ta tu nghe, không phải biểu niệm Phật niệm sao cho được đây. Phải chỉ cách niệm Phật như thế nào, thế nào tu hành mà không biết chỉ sao tu hành sao giờ. Rồi bây giờ nè, bây giờ hỏi với cái người này ăn gì, khuyến khích người ta ăn chay. Tại vì mình ăn dụ, mặn ha, mình nói vậy. Dụ mới ban đầu là dụ nghe, mới ban đầu là không phải là dạy, dụ. Dụ chừng nào mà nhiều lần vậy thấy người ta quay lại bắt đầu mình bắt đầu dạy. Mình nãy giờ là mình dụ người nghèo với người bệnh đó. Còn bây giờ mình dụ đó. Người giàu mình dụ sao? Dụ sao thì lại mình nói gì nè. Trời ơi đời này thôi giờ chị em gì dư quá, giờ mình để làm gì thì bệnh dịch đi. Hiện giờ hiện hữu mình nói hiện cơ nha, nó thiên cơ mà nghe sợ. Nó thiên cơ nhưng mà hiện hữu vậy. Giờ như bây giờ như Trung Quốc vậy rồi cũng bỏ tiền ổn quá, thôi giờ ban lại cho những người thiếu thốn gì đó. Là đó dụ à, pháp môn dụ của Đức Phật á, ví dụ là dụ á, dẫn dụ cho vô vào con đường tốt đẹp, chứ đừng xúi người ta mà cúng đi rồi này kia nọ, cái đó là mê nha. Xúi đó là giết người ta đó, giết. Mình xúi làm sao mà để có lợi cho người ta. Nãy giờ thì bà con cũng nghe cũng được gần tiếng đó bà hai. Thì bà hai cũng nghỉ ngơi ha. Anh em cũng đi cúng ở trên vùng. Đi quay thêm á chứ cúng gì. Mấy ông bay không có nói cúng đâu, quay không à. Tao nói cho ha. Tao nói cho từ đây sắp lên nè nha. Nói cho mấy bay YouTube nha. Không mấy phước bay tàn đó. Trời lấy lại hết trơn nha. Những cái dạng mà quay mà người ta nói đạo pháp thì bị quay. Đặng cho người ta nghe. Cái đó là đi cái người mà chánh pháp, cái người đạo pháp thì cứ quay. Không động tới nhà nước mà cũng không động về thiên cơ. Mà cũng không động về mà còn người nào tao nói cho nghe, tao kêu án đó, tao nói là tao kêu án nè, mấy bay chừng mất hết đó, mất luôn mạng đó. Còn những người mà nói mà này kia mà hồi xưng ông thánh bà thần, dẹp cắt đứt liền. Không quay nghe, quay người ta cái đó đem người ta là phỉ báng bên Phật pháp đó. Cái đó là bên tà. Nếu mà ai mà xưng danh ông này bà kia đó hen, là cái dạng đó dạng thú đầu thai lại đó, là dạng đó là tam thiên lục bát khắp tràn hại dân. Nó hại người ta đó là không có quay lên nha. Thà là quay ít
còn hơn quay nhiều người ta sau này là mới bay mất của đó. Dạ con hiểu rồi, con sẽ nghe lời của bà. Mà nói gì mà hồi xưng ông này bà kia, ông Phật bà thánh thần này kia là cái đó là quỷ đó. Nè cái đó là ma dương nè. Cái đó là quỷ, nó đào thai lên ở địa ngục mới đào thai lên. Rồi nó học ba chữ nhấp nhem này kia, hồi nó xưng lên ông Phật bà này kia là mới bay quay là từ đây sắp lên mấy bà mấy bà phát phước, không cho nghe đạo pháp, nghe ba cái đó không? Còn... xưng bá Hùng Anh đó là thầy không có cho đó. Cái ông kia kìa, ông nói là ông chỉ bệnh thầy thuốc ha. Mà ông nói bây giờ tôi chỉ bệnh phải không? Là ai mà bị bệnh đó, phụ nữ phải không? Bệnh cứ lên ở tôi đêm là tôi chỉ hết bệnh. Đó, đó là tà quay lên chi vậy? Đặng không, cái đó, cái đó không có ai quay cái hết. Cái đó cắt đó. Lên liền. Có thằng cư sĩ kinh giới quay thôi chứ không ai đây không quay cái không quay. Cái đó chứ. Là người ta chữ liền đó. Cư sĩ kinh giới dám quay thôi chứ. Cái đó là tà đó, tao nói rồi. Còn nếu mà người chánh pháp và tao nói đạo pháp không, ta không xưng danh điều gì hết. Ta thành Phật, ta còn chưa xưng mà. Nói bây giờ ta chỉ cách cho hành đạo hay là cái gì đó, kiểm tra cái gì đó nên quay đằng kia không? Cái đó vì đạo pháp đừng vì tiền nữa, vì đạo pháp cho mọi người ta nghe, thế giới này nghe. Còn mà xưng danh đó, thứ mà nói ông nhập bà ứng gì tôi là bà chú sứ rồi cái gì đừng nên quay nha, quay sau này mất phước. Thôi, mất phước tiêu diệt luôn, chuyến này tiêu diệt á. Thôi giờ hai gửi lời chào cho bà con chúc mừng năm mới luôn đi ha. Như là qua năm mới bà hả? Chúc mừng năm mới hả? À, bây giờ cái chúc này á, thì không dám chúc đâu. Bây giờ khuyến khích nãy giờ rồi lo mà đạo pháp đang giải cái khổ chứ chúc mừng gì? Nói về thiên cơ hả? Thôi quý vị ơi, ăn được cái Tết này đi quý vị. Tết nghèo nha quý vị. Tết này nó thiệt Tết nghèo luôn. Nghèo. Bây giờ thế giới đã bị tai nạn rồi quý vị, coi châu Âu giờ nó ăn tới tay đó quý vị, coi nó ăn tới tay trả quả gì. Tiếc á, dịch bệnh không tiếc chưa gơ. Tiếc ghê á, đóng băng rồi thấy khổ ha quý vị. Nó ăn Tết gì đâu, còn bây giờ Trung Quốc ăn Tết gì đâu, bệnh dịch ở bển là tay tua, bệnh lạ xuất hiện nữa mà nào. Ừ thì vậy rồi bây giờ tới Việt Nam mình ăn Tết nghèo nha cô bác. Giờ thôi tôi chúc tụng nè, tôi chúc tụng cái này là lời thật, tôi không có giả dấu được. Cái gì tôi nói nấy đi, cô bác có buồn thì buồn, chị em trên cộng đồng mạng này buồn là buồn, tôi chấp nhận. Nhưng mà Tết năm nay nghèo lắm cô bác ơi, 10 phần ăn còn phân nửa. Cô bác ơi, nghèo lắm cô bác ơi. Rồi qua Tết này xài cô bác nhín lại nghe cô bác, ăn Tết vừa lại hậu quả gì sao nghe cô bác. Rồi công ty nó không có mần nữa đâu cô bác ơi. Rồi qua Tết này chừng 3 tháng sau nó cô bác thấy cảnh. Cô bác ơi, thấy cảnh nè, 3 tháng sau qua cái Tết này 3 tháng sau cô bác thấy cảnh ngồi khóc không? Khóc gì vậy không? Khóc vì sự sống. Khóc vì sự sống, hồi xưa hồi lúc trước mình sự sống sao có tiền vô hoài mà giờ nó không có tiền. Khóc vào sự sống, khóc vào sự sống chưa đâu, sanh mạng mình Việt Nam mình chưa có đâu. Qua năm 24, 25 mới tới sanh mạng, khóc về sanh mạng. Bây giờ năm nay 23 đi, thôi tôi nói tóm tắt đi. 23 này khóc về sự sống, kinh tế. Chưa có đói đâu cô bác, đừng nghe mấy ông YouTube mà mấy ông gà tưng gà tửng nói đói, chưa có đói. Đói chưa có đói mà nghèo đi. Qua cái Tết này ăn Tết vừa thôi, giàu có tiền cũng đi dành nha. Rồi vài ba tháng đi rồi khóc chuyện kinh tế. Chưa có đâu, chưa có sanh mạng đâu. Nếu mà có sanh mạng á, mà giống như nước ngoài thì qua năm 24 với 25 á, là sanh mạng. Khóc về sanh mạng, tiễn đưa con cháu gì đó, ông bà gì ô tùm lum hết. Đó là tôi nói tóm tắt thôi, đại khái thôi, không có nói lặt vặt. Dạ. Có chuyên vô mới được. Dạ, thôi thì cũng Quốc Thành, cũng anh em YouTube. Thôi vậy giờ tôi chúc tụng cho cô bác nhiêu thôi, này chúc tụng thật sự. Dạ. Rồi bây giờ thôi tôi xin gì? Tôi xin dừng lại. Dạ. Chừng nào tôi hiểu nữa mà chắc hiểu nhiêu là hết rồi của tôi rồi. Không còn gì hết trơn. Thôi cảm ơn. Đạo pháp chỉ có bao nhiêu thôi. Dạ.